Chào các em, bài học hôm nay sẽ giúp các em biết giải toán dạng tìm phân số của một số và cách thực hiện phép chia các phân số. Bài toán 1. Một rổ cam có 12 quả cam. Hỏi 1/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam? 1/3 số cam trong rổ là 12 chia 3 bằng 4 quả. Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? 1/3 số cam trong rổ là 12 chia 3 bằng 4 quả. Vậy 2/3 số cam trong rổ là 4 nhân 2 bằng 8 quả. À, có thể tìm 2/3 số cam trong rổ như sau. 12 nhân 2/3 bằng 8 quả. Đây là cách trình bày bài toán giải. 2/3 số quả cam trong rổ là 12 nhân 2/3 bằng 8 quả, đáp số 8 quả. Muốn tìm 2/3 của 12, ta làm thế nào? Muốn tìm 2/3 của 12, ta lấy 12 nhân với 2/3. Vận dụng kiến thức vừa học, các em cùng thực hiện. Ví dụ, tìm A 3/5 của 15 bằng 15 nhân 3/5 bằng 9. B 3/8 của 40 bằng 40 nhân 3/8 bằng 15. Đây chính là cách tính phép nhân khi tìm phân số của một số. Cách 1, ta lấy số đó, số tự nhiên, nhân với tự số rồi lấy kết quả tìm được chia cho mẫu số. Cách 2, lấy số đó, số tự nhiên, chia cho mẫu số rồi lấy kết quả tìm được nhân với tự số. Các em thực hiện bài tập 1, 2 vào vở nhé. Mời các em tiếp tục tìm hiểu phép chia phân số. Trước tiên, cô giới thiệu các em phân số đảo ngược. Phân số đảo ngược là ta đảo ngược tử số với mẫu số. Cụ thể, 3/5, phân số đảo ngược là 5/3. 3/1, phân số đảo ngược là 1/3. Ví dụ, 21 chia 3 bằng 7. 21 nhân 1/3 bằng 21/3 cũng bằng 7. Vậy ta kết luận 21 chia 3 bằng 21 nhân 1/3. Đây chính là quy tắc nhân với phân số đảo ngược. Ví dụ, hình chữ nhật ABCD có diện tích 7/15 mét vuông, chiều rộng là 2/3 mét. Tính chiều dài của hình đó. Để tính chiều dài hình chữ nhật, ta làm phép tính chia 7/15 chia 2/3. Vận dụng quy tắc nhân với phân số đảo ngược, ta có 7/15 chia 2/3 bằng 7/15 nhân 3/2 bằng 21/30. Phân số 3/2 được gọi là phân số đảo ngược của phân số 2/3. Vậy muốn thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Sau khi đã tìm hiểu cách thực hiện phép chia phân số, cô mời các em thực hiện các bài tập sau. Bài tập thứ nhất,
viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau: 2/3, 4/7, 3/5. Bài 2, tính A, 3/7 chia 5/8, D, 8/7 chia 3/4, C, 1/3 chia 1/2. Bài 3, A, 2/3 nhân 5/7, 10/21 chia 5/7, 10/21 chia 2/3. Các em xem lại bài và làm bài tập vào vở nhé. Chúc các em sức khỏe. Chào tạm biệt.